Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình. Thì ngày hôm nay á, mình sẽ review một chai nước hoa mà của một cái nhà này rất là mới. Không phải là lạ gì lắm. Bên Việt Nam có rất là nhiều bạn thích xài cái nhà này. Nhưng mà giống như là mình chưa bao giờ review trên channel của mình. Thì đó là cái nhà Maison Martin Margiela đó. Thì cái dòng Replica. Thì Replica này á, thì giống như nó bắt chước giống như là một cái hoàn cảnh nào đó, giống như là một cái thời điểm nào đó, giống như ví dụ như chai này là Jazz Club đi, để nó bắt chước cái mùi hương ở trong cái Jazz Club đó, hoặc là như Beach Walk thì giống như là bắt chước cái mùi hương giống như các bạn đang đi dạo trên bãi biển, hoặc là Lazy Morning hay Lazy Sunday gì đó, giống như là các bạn giống như buổi sáng đó các bạn không có làm gì, các bạn nằm nướng ở trên giường vậy đó. Hoặc là Flower Market là giống như cái mùi hương mà giống như các bạn đi vô chợ hoa vậy đó. Thì mỗi cái chai nó có một cái tên gọi giống như là một cái thời điểm nào đó để cho các bạn dễ hình dung. Thì chai nước hoa này nó đó vào năm 2013, thì perfumer của nó là Eleanor Massenet. Thì cái perfumer này làm những cái chai như Diesel, Only the Breath, hay là một chai này với lại French Memo Paris. Rất là nhiều chai của nhà Memo Paris với lại một đó. Thì giá tiền của chai này á, 100ml của nó là giá $126. Nhóm nước hoa của nó là hương gia thuộc. Rồi các nốt hương của nó đó, là gồm có các nốt hương này nè các bạn. Đây. Hương đầu của nó gồm có mùi hồng tiêu với mùi chanh vàng với mùi cam neroli. Hương giữa của nó gồm có mùi rum, cây xô thơm với lại có ngân bài. Hương cuối là thuốc lá vani với styrax, là giống như bồ đề vậy đó. Thì nói chung á, là cái chai này á, thì như cái tên, cái nhóm hương của nó là hương gia thụ, thì mình chỉ ngửi được cái mùi giống như mùi gia thụ, mùi da giống như ghế. Khi mà các bạn vô cái quán nhạc jazz á, thì các bạn ngồi xuống cái ghế ngay giống như nó gọi là cái booth, thì đã ngồi ngay cái một cái bàn đó, thì giống như là ngồi trên một cái ghế da, thì xung quanh thì nhiều khi có rượu rồi có mùi thuốc lá rồi. Thì nếu như cái mùi hương này nó giống như là trong một cái quán bar vậy đó, quán bar của Mỹ với quán bar mà nhạc vũ trường như bên Việt Nam, các bạn hiểu không đó. Thì rồi xong nó có một chút ngọt, thì mình nghĩ là nó từ cái mùi vani á, với lại một chút the cây cây của mùi tiêu với lại mùi cam chanh vàng nó kết hợp với nhau. Còn cái mùi cỏ ăn bài thì mình không có ngửi được, với lại mình ngửi được cái mùi này nè, cây xô thơm á. Thì đó, nói chung á, là cái mùi hương này nó giống như cái chai này nè các bạn, The One của D&G đó. Thì chai này á, thì nói về độ lưu hương của nó lưu hương rất là lâu, nó lưu hương hơn 8 tiếng trên da của mình, còn quần áo là hơn 10 tiếng. Còn nói về độ tỏa hương của nó đó, thì cái chai này nó tỏa hương cũng rất là tốt. Khi mà các bạn xịt trong vòng 2-3 tiếng đầu tiên, thì trong 2-3 tiếng đầu tiên thì nó tỏa hương khoảng chừng một cánh tay đổ lại, nhưng mà sau đó thì nó tỏa hương khoảng nửa cánh tay cho tới tới cuối ngày luôn. Thời điểm khuyên dùng của nó thì mình nghĩ là cái chai này nên xài vào mùa lạnh và ban đêm á, ban đêm khi mà các bạn đi ra ngoài á, hoặc nếu mà các bạn muốn xài buổi sáng thì cũng không sao, nhưng mà ý là khi mà mình ngửi cái mùi hương này á, thì thường thường các bạn sẽ cảm nhận được nó rất là tối, rồi nó khét của mùi gia thụ đó, thì xài vào ban đêm đi ra ngoài trời lạnh đó nó sẽ phù hợp hơn, nó giống như nó làm cho các bạn ấm hơn. Rồi xịt bao nhiêu lần á, thì mình nghĩ cái chai này xịt từ 2 tới 4 shot đủ rồi. Còn dùng vào dịp gì thì có thể các bạn dùng bất cứ dịp gì, đi ăn uống hoặc là đi hẹn hò với người yêu hoặc gì đó. Rồi độ tuổi khuyên dùng á, thì cái mùi hương này nó hơi già, nó thẳng là nó hơi già. Thì 30 trở lên thì ok, nhưng mà nếu mà 25 tuổi trở lên thì xài cũng vẫn được, nhưng mà nói chung dưới 25 tuổi thì xài nó hơi già chút xíu. Tại cái chai này nè, các bạn biết rồi đó, cái chai này nó rất là già đó, thì nó rất là cứng cỏi, giống như là mà 20-21 đồ xài nó không có hợp bằng lớn tuổi hơn chút xíu đó. Thì tính cách đó là tính cách này là nam tính, sạch sẽ chững chạc, giống như là rất là nghiêm túc, giống như là hay tụ tập mấy quán bar rồi lúc nào người cũng có mùi thuốc lá rồi mùi rượu đó. Phần chấm điểm á, thì giá tiền của nó mình chấm nó 4/5 điểm thì nó cũng ok. Thì nếu mà các bạn không muốn mua chai này á, mà các bạn muốn có một cái mùi hương giống như cái Jazz Club này á, thì các bạn có thể mua cái chai D&G The One nó cũng được, không sao hết. Thì cái chai đó là nó, chai D&G The One á, thì 100ml của nó giá $94, còn 150ml của nó giá 126, đúng không? Thì ví dụ như chai The One đi,
Các bạn chai Dewan này nè, đó là 150ml của nó là giá 126. Còn cái chai này á thì 100ml của nó giá 127. Nó mắc hơn 1 đồng, nhưng mà các bạn cái chai kia các bạn được tới 150ml lận. Mà hai cái mùi hương này nó cũng tương tự nhau, nó không có khác nhau là bao nhiêu. Nếu mà các bạn muốn một cái mùi, cái một tông giống như một chai nước hoa, nó có tông mà giống như da thuộc, thuốc lá rồi vani ngọt ngọt vậy đó, thì nên lấy D&G The One thì nó sẽ tiết kiệm hơn là cái chai Jazz Club này. Rồi độ hấp dẫn của nó thì mình chấm cái chai này 4/5 điểm, thì cái mùi hương của nó ok. Thì phụ nữ á, có một số phụ nữ thì cũng rất là thích cái mùi này. Tại vì khi mà giống như Mỹ á các bạn, họ giống như là nhiều khi họ thích mấy cái mùi hương nó hơi dạ chút xíu. Còn mấy mùi hương tin tin rồi nhiều khi họ không có hứng thú cho lắm đó. Thì mình theo như mình biết là phụ nữ rất là thích cái mùi này, ngửi trên mùi người nam giới. Và thậm chí có một số bạn nữ cũng xài cái chai này luôn. Rồi độ tỏa hương, độ lưu hương của nó thì mình chấm đến 5/5, nó lưu hương rất là tốt. Độ tỏa hương thì 4/5, nó tỏa hương khoảng một cánh tay đổ lại thôi. Độ linh hoạt của nó thì 5/5, nó rất là dễ xài, xài bất cứ gì. Thì tổng số điểm của chai này là 4.4/5 điểm đó. Thì sau khi mình trải nghiệm chai này xong á, thì mình cảm thấy là mình không có thích chai này cho lắm. Nhưng mà nó là một chai không phải là xấu, nhưng mà riêng cá nhân mình á, khi mình ngửi nó thì mình cảm thấy không có hứng thú. Nó ngửi nó không có cảm xúc nhiều bằng mấy cái chai khác, cho nên nó là chai này mình pass, mình không có đụng tới. Nhưng mà đối với mình á, là chai một cái giống như cái nhà Maison Martin Matilda này, là mấy chai nước hoa này nó rất là lạ, nó rất là hay, nó giống như là đúng như cái tên gọi trên cái chai đó. Ví dụ Jazz Club là cái mùi hương nó giống như dòng Jazz Club, hay là By the Fire thì cái mùi nó hơi khác, giống như các bạn ngồi kế cái lò sưởi vậy đó. Hoặc là như mình nói là cái mùi Flower Market thì nó có cái mùi hương giống như trong cái chợ hoa này đó. Đó thì nói chung á là chai này ok thôi. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể mua, nhưng mà đối với mình thì đây là một chai nước hoa mình không có thích cho lắm. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Chào tạm biệt.